Chào các bạn, mình đến từ đồ họa Thuận Yến. Đây là video phần bài 10 trong khóa học V-Ray 6 online tương tác 1K1 tại đồ họa Thuận Yến. Bài hôm nay là còn hai bài nữa chúng ta sẽ kết thúc khóa học ha. Và trong bài hôm nay chúng ta sẽ cùng đi nghiên cứu về cách trồng cây rải cỏ với Luskin Lawek và Scatter. Đây là hai plugin rất là quan trọng trong việc trồng cây rải cỏ, và đặc biệt với bạn nào mà làm ngoại thất thì cái việc trồng cây rải cỏ là điều không thể thiếu, cho nên bài này vô cùng quan trọng đối với các bạn hay làm ngoại thất. Tuy nhiên đối với phần nội thất á, thì plugin scatter này nè, nó sẽ đóng vai trò rất là quan trọng trong một cái số cái phần nhận hình, ví dụ như bạn rải đối tượng gì đó, và ví dụ như không phải là cây là cỏ mà ví dụ như là cái đèn hoặc là những cái họa tiết random ở trên một mảng tường chẳng hạn, thì cái plugin scatter này sẽ cho phép bạn làm điều đó ha. Và mình cũng biết thêm về cái cách sử dụng thư viện nữa. Thì ví dụ như ở đây là có thư viện Lawek, là một cái thư viện cây cỏ gì đó, thì nhiều khi bạn cũng muốn trồng cây rải cỏ ở bên ngoài cái view ngoại thất nội thất của mình đi ha, thì mình sẽ dùng plugin này cho nó nhẹ và nó đẹp ha. Ok, bây giờ mình sẽ đi đến với cái chương trình học của mình. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu với các bạn cái nguồn thư viện cây. Thì ở đây các bạn sẽ thấy những cái thư viện cây quen thuộc với như là Cosmos và Enscape, và một số cái thư viện khác, và một số cái nguồn thư viện khác nữa ha. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng plugin Lawek và plugin Scatter. Thì đầu tiên là mình sẽ đi đến với cái phần là cái nguồn thư viện cây. Đối với cái thư viện cây ấy, thì ngoài cái việc bạn lên 3D Warehouse bạn tìm đúng không, nhưng mà thư viện 3D Warehouse thì nó sẽ bị cái là gì, nó nặng và nhiều khi là nó chỉ có hình 2D thôi. Thì mình giới thiệu với các bạn cái nguồn gì các bạn cũng đã học ở bài thư viện rồi, đó là nguồn thư viện của thằng Cosmos và thư viện của Enscape, để mà mình có thể bỏ những cái cây đó. Thì những cái cây đó nó sẽ có dạng proxy, thì cái dạng proxy như vậy thì nó sẽ nhẹ cho cái file của mình hơn, và đồng thời là nó cũng đã setting hết tất cả các cái vật liệu đồ này nọ rồi, thì mình chỉ việc gắn và bỏ vô thôi. Ví dụ như ở đây mình có thể tìm một cái thư viện của Cosmos ha, mình sẽ tìm 3D model này, mình sẽ tìm vegetation này, mình tìm cái cây chẳng hạn. Đây, bạn thích cái cây nào thì bạn sẽ bấm tải nó về ha. Xong rồi thì mình sẽ import vô trong cái file của mình. Này, ví dụ như mình sau khi nó tải về rồi thì mình bấm import vào đây, xong rồi mình đặt cái cây. Hoặc là đối với thư viện gì, đối với thư viện Enscape thì mình sẽ tìm ở đây. Rồi xong mình chọn một cái cây nào đó ha. Ví dụ như cây màu vàng này đi. Rồi, ok. Đó, thì đây là một cái cách cơ bản nhất để các bạn có thể bỏ những cái thư viện cây vào. Và trước khi mà mình rải đối tượng nào đó thì việc đầu tiên là mình cần phải có đối tượng đó để mình rải trước. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn tới các bạn một cái plugin mà nó có những cái thư viện cây chuyên biệt nữa. Thì đó chính là cái phần plugin Lawek ở đây ha. Thì đối với phần Lawek mình sẽ đi học 3 phần. Đầu tiên là mình sẽ học cách cài đặt, cái thứ hai là cách sử dụng, và cái thứ ba là cách quản lý file. Tạm thời mình lưu cái file này lại ha. Và mình phải tắt cái chip đi nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cái cách để mà mình cài đặt. Cái nguồn cài thì mình sẽ gửi kèm với cái khóa học cho các bạn. Và việc của các bạn là mở lên một cái file nó sẽ như thế này. Đây, Luskin Lawek ha. Và mình bấm vào đây. Thì ở đây nó sẽ có hai phần là phần cài đặt trước nha. Mình sẽ bấm chuột phải và chọn là Run Admin. Ở trong này nó có một cái file hướng dẫn. Thì cái việc cài của này nó không cần phải crack gì hết trơn á. Nó chỉ là một cái phần mềm bình thường, mình cứ cài nó thôi. Nhưng mà vấn đề là nếu như mà mình chỉ cài như thế này không thôi á, thì nó sẽ không có thư viện. Và cái thư viện đó thì mình cũng đã cung cấp luôn cho các bạn rồi. Các bạn chọn hết tất cả cái thư viện này, mình bấm Ctrl A nè ha, mình bấm Ctrl C. Trong thời gian đó mình bấm Finish cái này. Thì ở đây mình có một cái folder là folder hướng dẫn đúng không? Hướng dẫn thì bây giờ là bỏ nó vô trong cái đây, cái này là cái đường dẫn mà các bạn cần bỏ vô ha. Thì bây giờ mình sẽ mở cái đường dẫn đó. Thì đây chính là cái đường dẫn, thì nó chỉ có bấy nhiêu cái cây đây thôi, và mình sẽ Ctrl V là mình sẽ paste hết tất cả các cái mà mình gửi kèm cho các bạn á, cái thư viện đó vào. Mình bấm ở đây mình bấm Delete nha. Rồi và mình đợi nó copy cho xong. Copy xong thì mình mới bắt đầu mình mở cái phần SketchUp của mình lên nha. Sau khi mà chúng ta đã cài xong rồi thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện là phần Luskin Lawek ở đây. Thì ở đây có ba biểu tượng ha. Đây. Thì cái biểu tượng ngoài cùng này thì không có quan trọng, chúng ta chỉ có để ý hai cái biểu tượng này.
Thì biểu tượng đầu tiên này các bạn sẽ nhìn nó giống khá là giống với ESF hoặc là V-Ray. Thì ở đây bạn có thể chọn bất kỳ một cái cây nào đó mà bạn cảm thấy thích. Thì bạn thích thì bạn sẽ bấm vào đây. Sau khi xong bạn nếu kéo và thả vào trong cái file của mình. Vậy thì bạn sẽ hỏi là ủa vậy thì mình cứ dùng cái thư viện của V-Ray hoặc là Encap cho nó gọn chứ tại sao phải dùng thêm cái này ha? Thì cái này nó sẽ có được một cái tác dụng là như sau. Đây thì sau khi render xong thì những cái cây này là nó nhìn nó như nhau. Tuy nhiên là mình giới thiệu với các bạn plugin Lawak này nó có một cái đặc biệt hay ho, đó chính là gì? Đó chính là mình có cái phần biểu tượng số 2 ở đây. Hai biểu tượng số 2 ở đây cho phép mình gì? Khi mà bạn chọn vào đối tượng, bạn có thể chọn các cái kiểu cây của nó, ví dụ như full round là cây lớn hoặc là cái cây nó sẽ nhỏ, cây giòn là cây nhỏ. Ha, ví dụ như thế này tức là cây lúc mà nó ít tuổi hơn á đó. Rồi ví dụ như bạn có thể chọn season tức là cái mùa mùa trong năm, ví dụ như mùa thu thì lá vàng chẳng hạn, hoặc là mùa đông á thì cái lá của nó sẽ trụi rồi tra trội gì đó. Thì với những cái tùy biến về sau này khúc ở dưới này nữa thì sẽ cho phép bạn có thể là tùy biến cái cây này theo ý thích của mình. Ví dụ như ở đây nè, mình đang chọn là mùa đông thì nó sẽ trụi lá đúng không? Còn ví dụ như là mùa thu thì nó sẽ là lá vàng chẳng hạn. Đó thì nó cái độ đa, mặc dù là cũng chỉ có bao nhiêu đó nhóm cây thôi nhưng mà cái độ đa dạng của nó thì nhiều hơn là cái thằng kia. Và đồng thời là mình ví dụ như nếu như mà là mùa 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 này, mùa xuân đi ha, thì mình cũng có thể điều chỉnh gì? Điều chỉnh cái lá cây của nó, cái mật độ của lá cây. Thì mình sẽ giảm cái phần là leaf density này, ví dụ như xuống còn là 50 thôi. Thì sau khi xong rồi mình bấm render nè. Đây thì bạn sẽ thấy là cái mật độ của lá nó sẽ giảm xuống. Hay là bạn thấy cái file này của bạn cái ví dụ như bạn có quá nhiều cây và cái cây của mình nó nặng quá thì bạn có thể giảm cái phần leaf density này xuống để cho nó kiểu như nếu như mà nó nhìn từ xa thì bạn có thể là cho nó cái phần leaf density này nó giảm xuống để cho cái file của mình nó nhẹ hơn, mà nhìn từ xa thì mình cũng không thấy nó quá là nhiều ha. Thì đây chính là một cái điểm mà làm cho cái plugin này nó trở nên lợi hại hơn so với một cái thư viện thông thường. Do đó là lý do tại sao mình phải giới thiệu với các bạn phần này. Thì như vậy là mình đã giới thiệu xong được cho các bạn hai phần, đó là phần cài đặt và phần cách sử dụng. Bây giờ khi mà mình đã có nhiều cái file như vậy thì mình bắt buộc phải quản lý file thì nó mới hiệu quả. Thì cách quản lý file mà nếu như mà bạn nào đã học SketchUp bên mình thì nó đơn giản thôi. Bạn chỉ cần gom hết tất cả các cái cây của mình vào trong một cái layer ha, vào trong một cái tab. Để chi vậy? Để ví dụ như bình thường mình dựng hình thì mình sẽ gì? Mình sẽ cho hết tất cả các cái cây này vào cái tab đó thì mình sẽ ẩn nó đi và mình cứ dựng hình một cách thoải mái. Đến khi nào mình render thì mình mới cho nó hiển thị lên. Thì cái cách mà cho vào cái tab đó thì với bạn nào chưa biết thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ vào tab nè ha, các bạn tạo ra một cái tab mới, đặt tên nó là ví dụ như cây đi chẳng hạn. Sau khi xong rồi thì mình sẽ chọn hết cái đống này và bạn kéo lên trên phần entity info và cho nó vào cái tách cây. Thì bình thường mình sẽ ẩn nó đi. Mình sẽ ẩn cái cây này, ẩn cái tách cây này đi và đến khi nào mà mình cần dùng thì mình lại cho nó hiển thị lên lại để mình render. Tại vì cái cây thì sau khi mà mình đã trồng cây, rải cỏ và rải nó xong rồi thì mình cũng không có đụng tới nó về phần dựng hình nữa. Và khách cũng sẽ không ai đi sửa cái cây. Nhưng mà cái cây nó sẽ làm cho cái file của mình nó trở nên đẹp hơn ha. Ok, như vậy là mình xong được cái phần plugin Lawak. Bây giờ mình sẽ sang cái phần plugin Scatter. Đối với cái thằng Scatter thì việc đầu tiên là mình sẽ giới thiệu với các bạn là cái ứng dụng của nó như thế nào, đặc biệt là trong nội thất và ngoại thất. Nhưng ngoại thất thì sẽ nhiều hơn ha. Thì đây chính là cái plugin trang chủ của Scatter. Và với Scatter thì nó sẽ rải được những cái đối tượng, ví dụ như bạn thấy là cây thấp, cây cao, rồi ví dụ như trên cái nền nhà, trên cái nền đất này nó sẽ có cỏ, nó sẽ có hoa, nó sẽ có nhiều cái lớp thực vật chứ không phải là chỉ là một lớp cỏ không thôi. Và nó sẽ rải ví dụ như rải theo đường đi chẳng hạn. Đây thì và dưới này nó sẽ là một cái số cái ứng dụng cụ thể của thằng Scatter. Thì bạn làm ngoại thất thì không thể nào mà thiếu được phần này, cho dù làm nhà phố thì mình cũng có thể gắn những cái cây ở đằng sau để nhìn nó sẽ sinh động và